Tình hình mới nhất của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh sau khi khâu 24 mũi, bị mất ngủ. Nhiều khả năng trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh sẽ khó thi đấu trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia vào ngày 21 tháng 3 trên sân khách vì ảnh hưởng của vết thương sâu trên môi. Câu lạc bộ Công an Hà Nội CAHN cho biết, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã được xử lý vết thương cũng như làm các kiểm tra để xác định mức độ chấn thương sau khi phải rời sân ở phút 43 trong trận đối đầu giữa đội CAHN với Thể Công Việt Theo. Bùi Hoàng Việt Anh ở bệnh viện phút thứ 6 trận đấu với Thể Công Việt Theo trong khuôn khổ vòng 13 V-League 2023-2024. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh bị chấn thương vùng miệng trong tình huống tranh chấp với cầu thủ đối phương. Anh được đội ngũ y tế của câu lạc bộ CAHN chăm sóc và tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, sau đó anh phải rời sân ở phút 44 do vết thương rớm máu. Ngay lập tức, Bùi Hoàng Việt Anh được đưa đi bệnh viện xử lý vết thương cũng như làm các xét nghiệm cần thiết. Theo đó, cầu thủ sinh năm 1999 phải khâu 24 mũi. Các kiểm tra cần thiết xác định anh không bị va đập vùng cứng. Các bác sĩ chỉ định Bùi Hoàng Việt Anh cần nghỉ ngơi để vết thương mau lành. Về trận đấu với Thể Công Việt Theo tại Cúp Quốc gia diễn ra ngày 13/3 tới đây, việc Việt Anh có thể thi đấu hay không còn phụ thuộc vào tình hình hồi phục chấn thương cũng như kết quả kiểm tra lại của các bác sĩ. Việt Anh sau khi bị rách môi, vẫn cố thi đấu nhưng không thể vì vết thương quá sâu. Bác sĩ của Bệnh viện Việt Nam, Cuba, Hà Nội đã tiến hành khâu 24 mũi cho Bùi Hoàng Việt Anh. Hai lớp ở môi, bên trong 14 mũi, bên ngoài 14 mũi bằng chỉ tự tiêu. Việt Anh bị rách môi sau pha va chạm với cầu thủ Pedro của Thể Công Việt Theo. Việt Anh chia sẻ, cảm ơn lời hỏi thăm, động viên của tất cả mọi người, mình ổn và rất may mắn chỉ bị phần mềm, mình sẽ cố gắng điều trị và tập luyện trong thời gian sớm nhất. Đêm qua, Bùi Hoàng Việt Anh bị mất ngủ và khá đau. Anh đã về nhà riêng vào đêm qua. Với tình trạng như hiện tại, Việt Anh khó hồi phục kịp cho trận đấu vào ngày 21 tháng 3 trên sân khách. Ngày 12 tháng 3, huấn luyện viên Trucci sẽ công bố danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu gặp đội tuyển Indonesia và Bùi Hoàng Việt Anh có thể vẫn có tên. Anh sẽ lên tập trung để bác sĩ đội tuyển xem xét mức độ chấn thương.